Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Mười năm kể từ khu vườn Ngôn Lù, 7 năm kể từ Nguyễn Văn Mười, 4 năm kể từ đứa con của Thần Sấm. Năm nay, phim tiếp theo của Shinkai Mukoto lại ra rạp, đóng mắt cửa vào Suzume. Người người nhà nhà hóng siêu phẩm tiếp theo của phù thủy nỗi buồn, thứ hai chính xác có mới Weibo mong thôi. Tò mò rằng cặp đôi tiếp theo sẽ bị chia cắt bởi cái gì? Bằng thời gian, bằng thời tiết, đó là thảm họa. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là Shinkai Mukoto liệu còn là bảo chứng cho phòng vé khi mà những phim gần đây đều xoay quanh một motif quen thuộc. Cái đấy tôi nói sau, nhưng mà giờ thì hãy đảo qua một vòng cốt truyện của movie lần này. Một ngày nọ, Suzume tình cờ gặp một người con trai trên đường. Anh ta hỏi cô rằng: "Em ơi, có cái cửa nào gần đây không? Có cái cửa mình này anh." Và thế là câu chuyện tình của họ bắt đầu. Nghe thì hơi dớ dẩn, nhưng mà đó chính là cách Suzume gặp Souta, một bế sĩ chuyên làm nhiệm vụ đóng những cánh cửa trên khắp nước Nhật, thứ mà nếu mở ra sẽ mang đến bao nhiêu tai ương cho nhân loại. Nhưng mà mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi mà chú mèo, hiện thân của vị thần nơi thế giới vĩnh hằng xuất hiện và biến Souta thành một cái ghế ba chân, sau đó chạy mất, buộc Souta phải đồng hành cùng Suzume trong hành trình tìm lại chính mình theo đúng nghĩa đen, chạy theo chú mèo để biến trở lại thành người. Lần này thì thay vì kể câu chuyện một cô gái vị thành niên bỏ nhà theo dài, thì Shinkai Mukoto mang đến câu chuyện về một cô gái vị thành niên bỏ nhà theo một cái ghế ba chân. Tình yêu, tình cảm gia đình, sự chia cắt, mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai. Câu chuyện chủ đề của movie lần này vẫn là bình mới rượu cũ, cũng xoay quanh những thứ vô hình quen thuộc xuất hiện trong phim của Shinkai Mukoto. Chúng ta có không gian thời gian thảm họa, thời tiết thảm họa, khoảng cách và giờ thì là thảm họa, những thứ mà bàn tay con người khó có thể kiểm soát nhưng mà được lãng mạn hóa, hình tượng hóa, fantastic hóa, đan xen từ đầu đến cuối trong một cốt truyện đơn giản. Đúng vậy, cốt truyện lần này vô cùng dễ hiểu như bao phim khác của Shinkai, trừ Your Name, hoặc là do cái hồi xem phim đấy tôi 16 tuổi nên lốt hơi chậm. Nhưng mà túm lại là hầu hết phim của ông này nội dung không hề rối não, cách kể chuyện tuyến tính, mạch lạc, xuôi chèo mát mái từ đầu đến cuối. Tuy nhiên thì vẫn có những điểm nhấn đan xen lẻ tẻ. Tôi đang nói đến những đoạn đóng cửa. Mỗi lần đọc thần chú gái là nổi da gà. Tôi thực sự ấn tượng với phần mở đầu của movie lần này. 10 phút đầu rất hoành tráng, mở đầu không vòng vo, đi luôn vào câu chuyện của Suzume và Souta. Nhịp phim nhanh, dồn dập, ít quãng nghỉ. Hơn 2 tiếng trong phim không một phút giây nào là thừa thãi. Từng khung hình xuất hiện đều có mục đích riêng. Chi tiết cánh cửa được mở cài cắm xuyên suốt từ đầu đến cuối. Ngoài ra phim cũng hoàn thành cực kỳ tốt nhiệm vụ quan trọng nhất là dẫn dắt cảm xúc, gia vị không thể thiếu trong những tác phẩm của Shinkai Mukoto. Một mở đầu hoành tráng như vừa rồi là bước đầu tiên, sau đó là một loạt các thể loại vui buồn lẫn lộn khác nhau mà biên kịch bắt chúng ta phải trải qua. Biên kịch nhận thấy là cứ đóng cửa xoành xoạch liên tục thì cũng hơi kỳ nên là cho những đoạn hài hước vào. Những miếng hài không vô duyên được chèn đúng chỗ, tạo quãng nghỉ cho những lần đóng cửa kịch tính. Những đoạn cảm cần tí deep shit thì cũng thế, giúp kéo chúng ta lại với sự chậm rãi và nhắc rằng đây vẫn là một bộ phim tình cảm chứ không phải là fantastic. Đây mới là cái mà tôi phải đặt nhiều dấu hỏi nhất khi xem xong phim này. Tuy nhiên vật được xây dựng đơn giản xoay quanh hai nhân vật chính. Đúng đấy, mỗi mình nữ chính Suzume thôi. Tại vì kiểu nam chính từ đầu đến cuối là một cái ghế mà. Với cả là tên phim là khóa chặt cửa vào Suzume thôi, chứ không phải là khóa chặt cửa vào cái ghế ơi. Nên là nam chính bị lép vế là đúng, không sao. Về phần nữ chính, background nhân vật được xây dựng tốt. Suzume có những tổn thương trong quá khứ mà đến hiện tại vẫn chưa thể chữa lành. Có một người mẹ là y tá giỏi nhưng không có kỹ năng làm nghề mộc, đóng cái ghế tặng con gái nhưng mà sau một trận bão thì ghế gãy một chân. Tuy nhiên phát triển nhân vật và phát triển tâm lý nói thẳng ra là không hay. Hai nhân vật chính gặp nhau, chào hỏi, làm quen, bắt đầu thân thiết, phải lòng phải mề nhau, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhau. Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong chưa tới một tháng. Và theo cá nhân tôi thì cái diễn biến tình cảm này quá sức chóng vánh. Chưa gì đã tôi sợ một thế giới thiếu vắng anh Souta, cảm giác có chạy deadline quá không nhỉ? Có, vì phim chỉ xoay quanh nhân vật chủ đề là Suzume và hành trình chữa lành những tổn thương trong quá khứ và quên đi rằng vẫn còn một người con trai trong cốt truyện. Tôi không đánh giá cao nam chính lần này, nhưng mà những điều tôi vừa nói về nữ chính vừa nãy tôi hoàn toàn không thể tìm thấy ở nam chính. Souta hoàn toàn bị lép vế, ngoại trừ cái vẻ đẹp trai cùng mái tóc giống Hao ra thì tôi chả ấn tượng gì mấy với Souta. Một bế sĩ cao tầm 1m8 có vẻ hướng nội, đó là tất cả những gì tôi thấy. Nhiều người có vẻ không thích cái sự lãng mạn hóa quá mức của cái movie này. Cả hai gặp nhau và nữ chính bị thu hút bởi vẻ ngoài của nam chính.
chính chứ không phải là một cái gì khác, quá là màu hồng. Tuy nhiên thì tôi lại nghĩ khác. Movie lần này không hề đơn thuần là một phim tình cảm nam nữ như những lần trước, mà là một tác phẩm sinh ra với mục đích chữa lành, hướng đến những tổn thương trong quá khứ. Dù là vì lý do gì thì tất cả đều xứng đáng được an ủi theo một cách nào đó. Đó cũng chính là lý do bộ phim này không hề giới hạn độ tuổi, vì dù là ai, độ tuổi nào thì cũng đã từng ít nhất một lần bị tổn thương. Còn về nhân vật phụ, nói ra thì bảo sự thật mất lòng, nhưng mà chính vì tình cảm của nhân vật chính có phần bị hời hợt nên là tương tác và hin của những nhân vật phụ không có lý do gì để làm kỹ cả. Đó là những gì xảy ra với người dì của Suzume và anh đồng nghiệp, tạo tương tác xong để đấy, không có tiến triển gì thêm, y như chuyện tình cảm của tôi hiện tại. Đến lúc hết phim thì tôi còn hơi ngờ vực về cái đôi này, có vẻ như là cái bóng của Your Name quá lớn, lớn đến nỗi nhiều chi tiết trở nên không thực sự có ý nghĩa. Điển hình là truyền thống gia đình của Souta, công việc một bế sĩ của anh bắt đầu từ khi nào, nó khá giống với cách xây dựng của Mitsuha. Tuy nhiên ở Souta thì nó là một sự hời hợt, nhưng mà tất cả những cái nhận xét chê bai trên thì đều trở nên vô nghĩa bởi phần nghe nhìn của phim này. Các bạn phải ra rạp ngay đi. Vì sao? Vì đó là âm nhạc sử dụng trong phim, thứ mà không thể nói qua loa. Nó đã làm quá là tốt. Biên kịch tận dụng khá tốt những bài hát cũ, giai điệu của những bài hát thập niên 80 đem đến cảm giác khá hoài niệm, hoàn thành nhiệm vụ bổ trợ cho phần nhìn. Nghe nói là số lượng nhạc phim lên tới tận 29 bài, cơ mà điều tôi hơi tiếc nuối là bài hát chủ đề. Nó quá hay nhưng lại không được sử dụng thường xuyên trong phim. Còn phần nhìn, tạo hình nhân vật lần này vẫn như những phần phim trước, art đẹp cùng một lò đúc ra, vẫn giữ được những nét riêng trong phim của Shinkai. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở phần nhìn là bối cảnh trong phim, bối cảnh thực sự quá đẹp, chăm chút tỉ mỉ đến từng nhành hoa ngọn cỏ. Spoil một tí cho ai chưa xem phim thì phim này có happy ending. Tuy nhiên theo tôi thấy cái kết của phim này hơi bị cụt. Tôi đang nghĩ là nó có thêm một cái after credit nữa thì sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng mà không, không có after credit nhé. Chạy một mạch đến đích, không đợi người xem lốt gì luôn. Cả cặp đôi chính lẫn nhân vật phụ, dỗi, không đúng tinh thần, mất công ngồi đợi. Còn giờ thì là chuyên mục tôi bắt chước phê phim. Cụ thể hơn thì là hai chi tiết mà làm tôi khá là lấn cấn trong phim này. Thắc mắc thứ một là ai đã làm gãy chân ghế của Suzume? Liệu có một sự isekai về quá khứ hay chỉ là déjà vu ở đoạn cuối? Nhiều người cho rằng đó là mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn của Suzume. Đợt sóng thần càn quét qua làm hỏng mất một cái chân ghế của Suzume. Không chỉ có cái ghế, cơn sóng thần còn làm hỏng một phần tâm hồn của cô bé, cướp đi những người yêu dấu, để lại một tâm hồn đổ nát cùng một quang cảnh cũng đổ nát hoang tàn. Người thân duy nhất còn lại ở bên cô là người gì? Thắc mắc thứ hai là tại sao chỉ có mình Suzume nhìn thấy con sâu? Xem trong đoạn đầu thì tôi đã có suy nghĩ như thế. Tại sao mỗi mình Suzume nhìn thấy thảm họa sắp đến chứ không phải là những người khác? Đoạn đầu cũng hoành tráng đấy, khá là hay đấy, nhưng mà chưa được logic lắm, chưa giải thích được gọn gẽ năng lực đặc biệt này của nữ chính. Nhưng mà khi xem đến cuối thì tôi đã có câu trả lời. Câu trả lời nằm ở cánh cửa cuối cùng. Hồi bé Suzume trong lúc đi tìm mẹ đã đến đây và vô tình bước qua cánh cửa dẫn đến Vĩnh Hằng và lạc vào đây. Từ đó cô bé đã có kết nối với thế giới này và nhìn thấy được. Đến khi gặp Souta, một bế sĩ, thì năng lực của cô bé mới được dịp thể hiện. Túm cái máy lại, khóa chặt cửa nào, Suzume là một bộ phim giải trí ở mức ổn, dễ xem. Cho dù bạn là weebu hay không weebu thì vẫn nên xem. Đánh giá là không bỏ công tôi chờ đợi từ năm ngoái đến năm nay. Ý kiến của các bạn về phim này thì sao? Hãy để lại trong phần comment. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký cho The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.